ngoài kia đám cưới lân đình, rồi sẽ tới đôi mình có chi mà nồng nao. Anh thưa mẹ cha qua rước em về, ước hẹn câu thề rằng lòng đồ bạc bên nhau. Vì thương anh đã lâu rồi, mình yêu nhau mấy năm trời, hai bên đã quyết cho đôi ta thành đôi. Nguyện bên anh mãi không rời, chẳng hứa chi qua xa vời. Nhưng anh ơi, em thương một mình anh thôi. Mình cầm chặt tay anh nhé, ta đã xây giấc mơ mai này. Ngày dài trôi qua vẫn thế, ta thấy chung chẳng hề đổi thay. Đừng buồn vì bên anh có, em lắng lo sẽ chia cho người. Chặt tay anh nhé, ta đã xây giấc mơ mai này. Ngày dài trôi qua vẫn thế, ta thấy chung chẳng hề đổi thay. Đừng buồn vì bên anh có, em lắng lo sẽ chia cho người. Chỉ cần anh vui đối với em vậy thôi. Dù nghèo nhưng ta hạnh phúc như thế thôi, chẳng mong sơn dầu. Nguyện cầu mãi sau vẫn thế, hai chúng ta sẽ mãi có nhau. Một đời hy sinh tất cả mang đến anh tuổi xuân muôn màu. Trời ban bên anh mãi không rời và dù và cuộc kết hôn này thì cũng được hai gia đình đồng sự, do đó có cái buổi lễ như hôm nay thì theo cái buổi lễ như hôm nay thì theo cái truyền thống của dân tộc thì trước khi là họ nhà trai đến làm lễ đón dâu thì con dâu phải ý kiến với gia tiên trong bài hiển tiền. Thì tôi cũng xin thưa các chương trình lễ xuất giá hôm nay thì có hai cái phần, là phần lễ gia tiên và cái phần lễ đối với bài hiển tiền. Thì tiếp theo thì cũng xin phép với quý bà cô bác để cho phép cháu Ngọc Nhi là bốn bốn rồi con đứng là chéo xéo rồi định luôn. Các phần lễ đã đi ra xong, tiếp theo là cái sự kiện có đúng rồi đúng bài quý ông bà cô bác dùng cái với cháu sử dụng nằm và để chúc cho cháu 100 năm hạnh phúc. Thì và con hỗ trợ cháu cho con học trước rồi tới mãi lớn lúc còn nhỏ hai nay con ngủ mà nhả đâu có nhổ đâu. Ok, xin báo lại là ông nội của cháu Ngọc Nhi là giải bỏ mấy chuyện ngoài đỡ cho cháu mẹ bị làm tiền ngân hàng Việt Nam. Mày này cái này mày chống quạ mà chống quạ. Đây rồi đó. Cái đổ rượu. Vậy con ngoài mình trao đủ hết rồi. Qua đây thôi. Đây cái hàng cao.
mấy nghe bác bảy. Bác ba hết đi rồi tới bác. Bảy rồi. Bây giờ là hai điều. Lấy đeo hết đi rồi.
Rồi con hỏi đi con. Bình thường con. Cái này không bị nhức quá. Con nói gì thì trong lòng Mỹ rồi. Con cứ trong lòng con nghĩ gì con có nói. Để mà đến được cái ngày hôm nay thì thật sự là con cũng đã khóc rất là nhiều. Vì lý do là con không biết là làm sao để có thể mà đền đáp công ơn của cha mẹ đã dưỡng dục con từ nhỏ đến giờ. Thật sự là mỗi lúc nghĩ đến cái gì mà con phải đi đến chồng thì con khóc rất nhiều. Ba mẹ để cho con một cái đáp hỏi vừa rồi và một cái đáp hỏi thật sự rất là trọn vẹn và đầy đủ. Và con cảm thấy có rất là may mắn và hạnh phúc khi mà được ba mẹ lo cho một cái sự tròn đầy đầy đủ, không thua kém bất kỳ ai như vậy. Và con hứa với ba mẹ là con và anh Linh sẽ sống thật là hạnh phúc và tụi con sẽ vun đắp cho gia đình nhỏ cũng giống như là ba mẹ đã vun đắp cho tụi con và nuôi tụi con trưởng thành cho đến ngày hôm nay. Dạ, con cảm ơn. Có bên cũng như gọi là mẹ của Trấn Nhi, rồi ý kiến phát biểu của Trấn Nhi thì đặc tình mà nói thì cũng hết sức là cảm động, riêng tôi cũng hết sức cảm động, cũng riêng nước mắt. Nhưng mà thì thôi bây giờ là trong cái điều kiện như thế thì sau này mãi mãi thì sao thì đã là gọi là cha mẹ thì con làm tròn cái vai trò trách nhiệm của con vậy là tốt rồi. Thì kính thưa với quý bà cô bác, thì cái phần lễ xuất giá đến đây là kết thúc. Thì nay như vậy thì con cũng không đi ra qua cái này tại vì cũng xin phép được gửi luôn cho cháu, mặc dù em nó nhỏ nhưng mà cũng xin phép chú bác gửi trước cho xong đặng được cô chú. Thì em cũng ngạc nhiên là cháu là do cái điều kiện công tác cho nên nó không có về tham gia cái buổi lễ thành hôn của chị được, thì nó có gửi cho chị một cái món quà, một chiếc nhẫn đó là kỷ niệm. Chẳng nhiêu gì hiển kiếm đâu. Cảm ơn em đi con. Một cây. Cây thấy không? Không? Mẹ nhất năm á. Yeah.
nhiều. Trời ơi, nè con. Vô đi, vô đi. Mày bèo cũng phải không có cái này chứ, trời ơi. Nhiều vậy. Vậy, à, ok. Vậy. Vàng rồng. Nhưng mà vàng gì ở đây ba hay còn con phần rồi. Trời ơi, con phần. Đúng nha, cháu gái tụi nào có phước nha. Đầy đủ hết á. Con dạng danh
để đáng lẽ trong cái lễ trí giá thì ai mà có xuất quan trọng bỏ qua cái này cũng xin có lỗi, thì để tiếp theo mà thu đâu chỗ và xã bà con thu hoạch thì các phần lễ xí đá đây xin kết thúc. Thì cũng như lời cũng thay mặt chỗ gia đình của cháu Dũng xin cảm ơn quý ông bà cô bác đã xếp công việc và không ngại cái mình sắp xếp xong đến đây tham dự nói chung là cái buổi lễ vinh quy nói riêng là cái lễ xí đá hôm nay. Và cái tiếp theo mà cô bác uống nước rồi bánh sau đó cô bác nào với anh em con cháu nào cũng nằm trong danh sách ngay để đưa cháu một đi về nhà chồng, thì những nơi chuẩn bị cũng là 6 giờ có mặt lại cái đây để thì cùng với hội đại ca khi mà nhận xong đưa cháu về nhà chồng. Cuối cùng là xin mời xin chúc sức khỏe. Sáng sớm thức dậy là một ngày mới với những công việc, vứt lung tung cái chăn đầu tóc rối tơi bời. Má hỏi bao lần là chừng nào mới có cháu đai bồng, nhanh nhanh nhé con không là cuốn gói ra khỏi nhà. Trời ơi bao ngày qua tình yêu chưa dâng đời ta, thế nên má đừng la, con hứa sẽ cứ giờ về mà. Người yêu ơi em ở đâu, cùng anh trăm năm đậm sâu, cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muôn phiền. Nhìn con trai nhà bên người ta hay ban thành cu, ở phía xa trên làng bên cả đám cưới tưng bừng một vùng. Giờ con phải làm sao, tình duyên chưa trao đời con, thế nên ba má ơi con hứa sẽ cưới vợ về mà. Trên đàn anh là công tử, phong cách anh sống luôn hào hoa. Tuổi đã lớn nhưng vẫn cô đơn nên hay bị má ba kè ra. Từ sắp nông thôn anh lên xã tìm người yêu mãi mà không ra. Xác định chiến này về đến cửa nhà có chỗ trả phóng từ trong ga. Ê là xu thế ê là phê, yêu mà mua kế thế là ê. Ê nhiều năm qua không một ai theo mặc dù đã sống rất tự tế. Nhìn người ta cưới thấy mà mê, còn mình vẫn ế thế này đây. Còn trời xe duyên một người yêu con để không còn cô đơn lối đi về. Yeah yeah. Dặn đời ta thế nên ba đừng la, con hứa sẽ cưới vợ về mà. Người yêu ơi em ở đâu, cùng anh trăm năm đậm sâu, cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muộn phiền nè. Sáng sớm thức dậy là một ngày mới với những công việc, bước lung tung cái chân đầu tóc rối tơi bời. Má hỏi bao lần là chừng nào mới có cháu đai bồng, nhanh nhanh nhé con không là cuốn gói ra khỏi nhà. Trời ơi bao ngày qua tình yêu chưa dặn đời ta, sâu cớ sao em hồn nhiên để cho cuộc đời đây muôn phiền. Nhìn con trai có nghe nè, ơi ơi mày mặc đi mày ơi. Là một ngày mới với những công việc, vứt lung tung cái chăn đầu tóc rối.
mới tới bời. Má hỏi bao lần là chừng nào mới có cha. Cuộc chơi còn vui, bia chưa kịp khui cứ hết mình. Chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu thơ. Đi đâu ai cũng hỏi tới bao giờ mày kết hôn. Hãy ơi lo chi sớm mới ba chục từ từ tính sao. Chỉ một câu hỏi suốt ngày hỏi tới hỏi lui, còn ở bên ai thế nào là chuyện của tôi. Mình còn ham chơi quá trời bạn bè nó. Kiếp khôi cứ hết mình, chuyện kia từ từ tính xa. Mẹ cha đừng lo, tương lai sẽ có con dâu ngoan hiền cùng đàn cháu. Em
đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hỏi, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby bì hổ. Nhớ đã hứa sẽ cưới rồi nhà, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba bà mà ngành giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đua gió. Mai đây ta về chung nhà, em sẽ lo chồng giàu, nấu những bát cơm chờ chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bố. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Anh nói mai này em sẽ non cùng anh, hân khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ duyên hai đứa thương quán trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai xì xăm đôi mình nhìn tụi nó tinh bơi bên à. Nhậu sáng đêm rượu năm lít bia 50 lon, động phòng ăn ai lo cuốc lo cài kiếm tiền nuôi con. Hai nhà ta nay thành xui thêm thằng cu
đầy đủ mọi công viên kiến thức của kiến tài đó thì được hoàn thành vui vẻ rồi. Tiếp theo cho phép chú để thêm cảnh cùng con dâu và chị Chi để trở ra làm lễ hoàn thành cho tiên. Tiếp theo là lễ ông bà cha mẹ con bác tại đường. Phần cái đó là phần lễ mong lọc. Sau cùng là phần nước dân tỉnh họ. Đó là phần vui 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 ta đủ bánh và trái cây trước chúng bàn thờ để đi ra đó 20.000 chúng ta để mọi người nhớ. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao bôi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Anh mặc vest thì váy cô dâu đưa em lên thuyền qua ta bước chung nhịp cầu cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến. Bữa nay mẹ trao gái cho con, mong hai con yêu thương nhau hạnh phúc suốt đời. Hồi chúc bao vui tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nồi xuất sắc em ơi, hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao bôi quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi bà còn đông đúc chung vui anh mang kiều quá rước dâu bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng long bắt đầu. Ông tơ bà Nguyệt hôm nay cũng ghé sang thăm, pháo hoa rộn ràng ly cùng ly mà rần rần, vàng nhạc sập sình vui cả xóm em ơi, biết bao nhiêu người mong được hạnh phúc như mình. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chúc bao vui, tranh thủ ra năm làm thêm cái đám thôi nồi. Em ơi hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đặt tay càng rủ nhau vui quà mừng xin lễ trao tay nên duyên ngày ta có đôi.
em mơ đôi ta kết tình trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó. Chỉ có trái tim thật thà yêu anh em hứa chung tình. Bằng lòng em đưa anh đi về giá quê em, ruộng đồng bao la 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 cỏ bay thẳng cành. Bằng lòng em đưa anh đi về giá quê em, một dòng sông xanh 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 bên cúp lều. Xinh thiệt xinh ai cũng ngắm nhìn, chú rể quá trời đẹp trai, mặc bộ áo vest như con bà hai. Đám cưới vui thiệt là vui, nhìn xung quanh ai cũng tươi cười, ai cũng ham mà ai cũng khoai. Nhậu tới sáng xong mình đi tán hai. Em theo anh làm dâu, em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, vậy em có đi theo anh làm dâu không? Em theo anh làm dâu, vậy em đi theo anh làm dâu nha. Em theo anh làm dâu, vậy em có đi theo anh làm dâu không? Nơi thành đô còn em miền quê xa xăm, thương anh đêm đêm em mơ đôi ta kết tình trăm năm. Anh quen sống trong giàu sang, em quen đời bao gian khó. Chỉ có trái tim thật thà yêu anh em hứa chung tình. Bằng lòng em đưa anh đi về giá quê em, ruộng đồng bao la 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 cỏ bay thẳng cành. Bằng lòng em đưa anh đi về giá quê em, một dòng sông xanh 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 bên cúp lều tranh. Anh chẳng nuốt lời đâu, trai miền Tây hiền lành và chất phát. Chất phát thiệt tà dễ mến lắm em ơi, chỉ cần em đưa tay gật đầu và đồng ý máu đỏ ruột cây ta xây đến trọn đời. Sầm sinh thông tin thường tình em nghe lòng mình. Cuộc đời bình bình vậy mà tình mình biết bao niềm vui. Có em về đây sống thôn ngày đêm rộn vắng tiếng cười. Kiếm thêm thằng tí thì còn gì tuyệt vời bằng anh. Bằng là bằng lòng em theo anh về quê bên ruộng đồng.
Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Cho một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rôn đàn từ đây tiếp sẽ theo chàng. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm đàn con. Em ơi anh thương em lắm, mai đâu đưa đây anh nắm. Cho một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rôn đàn từ đây tiếp sẽ theo cha. Nếu như cuộc đời này không có em thì anh đây biết xong làm sao dù cho có sang giàu. Thế nên anh về anh thưa má ba hẹn ngày đi qua nhà. Em xin kết tình mà thông gia. Em ơi bằng lòng đi em, anh thương em thương nhất trên đời. Dù giật đôi sao giờ anh để chẳng dối nửa lời. Ngọt vui mình cùng chia sớt, ta thương nhau trước sau như một. Rồi mình tòa tè tu tí mai sau đón thêm thằng cu. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Cho một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rôn đàn từ đây tiếp sẽ theo cha. Vô là vô là vô, ngày vui mình cùng nâng ly. Dòng tay phu thế càng chén ru tình. Say là say là say, ngày vui mình cùng say đi. Để năm sau mình đón bé trai đầu lòng. Em ơi anh thương em lắm, tay đâu đưa đây anh nắm. Chọn một ngày lành trong năm, anh sẽ qua anh thương em về. Và đám cưới trên đường quê đi trên con đê vui ghê. Đình đang tàu nổ rôn đàn từ đây tiếp ở bên nhà. Thôi làm kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông Tư làng bên đã kết hôn kìa. Em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao. Một lòng son sắc nguyện trọn đời mình bên nhau. Xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn. Anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề. Thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá với anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Rồi, chị cũng làm con nha. Rồi, đứa, ăn ngon. Rồi, 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 ăn ng
có việc không được phải nói cái lá khô mà không biết nữa. Dạ, thứ hai là con nhà hồng để ngày tên của em với anh giấy tờ đã đang ngang ngón thì đôi ta cũng phải chung nhà. Tên chú Tư từng bừng đám cưới rước dâu, sao thấy nôn nao lòng nào mình tới mình đây nào mình tốt mình em chẳng mong sang giàu nhà cao cửa sang, không cần kẻ hầu người hạ chỉ cần hạnh phúc đơn sơ. Anh cứ lo xa gần lo chi trời chẳng có số mà thôi. Bạn bè giờ đã có tôi, mình bên nhau cứ mơ gì hạnh phúc sau này. Định ước trăm năm duyên thành đôi, nhìn tới xa xăm ta sẽ phải có nhau. Hai ta ngồi mơ hơi sâu dính khai bầu, hai nhà ta có xù lùng gửi tấm thiệp hồng để ngày tên của em với anh. Giấy tờ đã đang ngang ngóng thì đôi ta cũng phải chung nhà. Bên sông người ta đám cưới, trên dưới linh đình kẻ đón người đưa, bình yên đâu có gì mà xa xỉ. Sáng tới chiều ta dù nắng hay mưa, có nhau bữa cơm rau muống nè, còn cả con về bỏ qua kho. Cần chi lò câu ba tắm ta cưới nhau về, mai mốt là giàu to. Tính trên tính dưới sao bằng, ông trời đã tính cái dính bầu luôn. Người ta cưới nhỏ duyên tình, còn em thì dính sức tròn con vuông. Nhẫn kia đã đến tay mình, giấy tờ đã dính nên mình thành đôi. Dính luôn ba má hai nhà, sự gia kết ước thì đám cưới thì mừng thôi. Thành đôi nhìn tới xa xăm ta sẽ phải có nhau. Hai ta ngồi mơ hồi dính cái bầu hay ta ngồi mơ lớn thật dài để chào đón hai nhân vật chính, hai nhân vật hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay cùng tiến về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời chú rể Chí Linh cùng cô dâu Ngọc Nhi tay trong tay cùng tiến về sân khấu. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng cho một tràng vỗ tay thật lớn và thật đồng nhiệt để chào đón hai nhân vật hạnh phúc nhất, đẹp nhất trong ngày hôm nay cùng tay trong tay tiến về lễ đài hạnh phúc. Xin một tràng vỗ tay thật xin mời chú rể Chí Linh cùng cô dâu Ngọc Nhi, xin mời hai bạn tay trong tay cùng tiến về lễ đài hạnh phúc 2024 nhân ngày 16 tháng 1 năm Giáp Thìn. Gia đình hai họ đã long trọng tổ chức buổi lễ tân hôn cho chú rể Chí Linh được sánh duyên cùng cô dâu Ngọc Nhi.
Và đó cũng là lý do mà Tùng Thiện quý vị qua khách quý cùng có mặt trong ngày hôm nay, cùng về đây chúc mừng hạnh phúc cho đồng hương. Và cùng đến với buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các vị đại diện của gia đình hai họ cùng tiến về sân khấu để ra mắt Tùng Thiện quý vị quan khách cùng có mặt trong buổi tiệc thành hôn ngày hôm nay. Về đại diện họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu ông bà Võ Văn Lắm và bà Phạm Kim Em là song thanh của chú rể. Xin được trân trọng kính mời ông bà cùng tiến về sân khấu để ra mắt toàn thể quý vị quan khách quý. Cùng có mặt là chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Tấn Lộc và bà Mai Kim Trinh là song thanh của cô dâu. Bắt đầu quan khách cùng ngày hôm nay, lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Và thưa quý vị, và trước mắt quý vị đây là đôi bên đẹp nhất, hạnh phúc nhất, rạng ngời nhất trong ngày tân hôn hôm nay. Và đây là đại diện của gia đình hai họ là song thanh của cô dâu và chú rể. Và ngay bây giờ xin mời ông Võ Văn Lắm là chú ba của chú rể cũng có đôi lời phát biểu trong cái tiệc ngày hôm nay. Xin được. Cảm ơn quý khách là gia đình chung vô cùng gia đình hôm nay rất là vinh hạnh. Và vợ chồng của Lắm là rất là cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu là rất chân thành của họ nhà trai chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời đại diện họ nhà gái xin được xin mời trân trọng kính mời ông tôi có đơn lời phát biểu. Vì lý do ông sư gái bị tắc tiếng cho nên tôi xin được hạn phép có đôi lời phát biểu đại diện cho nhà gái. Trước tiên xin đại diện cho nhà gái chân thành cảm ơn nhà trai đã tổ chức một bữa tiệc long trọng hôm nay để đón nhà gái chúng tôi. Thứ hai, tôi xin có vài lời gửi gắm con gái của tôi, chị Xui. Thì mặc dù chúng ta đã quen nhau, đã biết nhau là một thời gian rồi, nhưng hôm nay là chính thức là ngày tôi giao con gái tôi lại cho chị. Thì cái mong mỏi của tôi là chị thương bé Bi như thế nào thì chị sẽ thương con Nhi như vậy. Thì về bút ký tôi thì tôi cũng hứa tôi thương thằng Tránh như thế nào thì tôi cũng sẽ thương Chí Linh như vậy. Dạ, đó là đôi lời phát biểu của tôi xin hết ạ. Chân thành cảm ơn lời phát biểu rất là chân tình của họ nhà gái. Bây giờ thì cho phép Hồng Phước cũng mạo phép xin mời hai thông gia sư gia cùng tiến trích trình đấy, hai người cùng bắt tay cũng là kết tình sư gia ngày hôm nay ạ. Xin mời đây. Xin mời tất cả quý vị quan khách cùng cho chúng tôi một tràng pháo tay thật lớn đó. Kể từ nay gia đình phải hội đoàn kết chặt chẽ. Có mình ơn
chàng tổ chung âm em cùng bước đến khi bắt đầu đón xuân với nhau kề bên gió mây hát ngân đôi lời năm nay tính cho sau này mình ăn tết xong cư được không đồ đó tôi có chồng mà ba má ơi cứ sao